quân đội Việt Nam tìm thấy hai vị trí có dấu hiệu sự sống ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đoàn cứu hộ Việt Nam cùng người dân Thổ Nhĩ Kỳ chế bếp củi, chia mì ăn liền giữa cái lạnh âm 6 độ C. Tài xế vi phạm nồng độ cồn thi triển võ công với cảnh sát. Lời khai bất ngờ của kẻ dùng súng cướp tài sản ở cửa hàng Thế giới Di động. Trà trộn vào đoàn người đi đám tang để trộm xe máy. Chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Báo Sức khỏe và đời sống. Mở đầu bản tin sẽ là những thông tin liên quan tới tình hình cứu nạn cứu hộ của đoàn Việt Nam tại nước bạn thổ Nhĩ Kỳ. Tính đến ngày 16 tháng 2, lực lượng cứu nạn của quân đội Việt Nam đã giúp nước bạn xác định được 11 vị trí nạn nhân bị vùi lấp. Đáng chú ý trong đó có hai vị trí phát hiện thấy dấu hiệu sự sống. Theo hiệp đồng với cơ quan điều phối địa phương, từ sáng 16 tháng 2 giờ địa phương, lực lượng của quân đội Việt Nam triển khai đội chó cứu hộ và đội công binh cứu sập trinh sát, tìm kiếm tại xã Hachi Omer thuộc tỉnh Antakya, thủ phủ tỉnh Hatay dưới sự chỉ huy của thiếu tướng phạm văn tị phó cục trưởng cục cứu hộ cứu nạn bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam đoàn đã thực hiện tìm kiếm 3 điểm với 6 vị trí những điểm này đều nằm tại tòa nhà cao tầng bị đổ sập nghiêm trọng tại mỗi vị trí lực lượng công binh cứu sập đã sử dụng kim thủy lực cắt sắt mở đường sau đó đưa chó nghiệp vụ luôn sâu để đánh hơi và kiểm tra chéo cuối cùng lực lượng dùng thiết bị do tim để đánh giá chính xác tình hình Kết quả tại ba tòa nhà ở góc đường Askepler và Fabrice Korotuk, đoàn đã xác định được hai vị trí có dấu hiệu sự sống và hai vị trí có nạn nhân thiệt mạng. Tại đống đổ nát ở góc đường Basili số 4, đoàn tìm thấy vị trí một nạn nhân thiệt mạng. Thiếu tướng Phạm Văn Tị đã bàn giao cho lực lượng địa phương tiếp tục công tác cứu hộ tại các vị trí vừa phát hiện, trong đó đặc biệt lưu ý hai vị trí có dấu hiệu sự sống. Đoàn Việt Nam sẽ nắm bắt thông tin từ phía chính quyền địa phương. Đến nay, sau một vài ngày đặt chân đến Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng cứu nạn của quân đội Việt Nam đã giúp nước bạn xác định được 11 vị trí có nạn nhân bị vùi lấp, trong đó hai vị trí có dấu hiệu sự sống. Tại mỗi vị trí phát hiện được nạn nhân, một đội Việt Nam tiến hành cắm cờ đánh dấu và bàn giao lại cho lực lượng của địa phương. Trước đó, ngày 14 tháng 2, trên đường hành quân đến địa điểm cứu nạn, đoàn công tác của quân đội Việt Nam được người dân địa phương nhờ tìm kiếm người thân tại các tòa nhà bị sập dọc đường Rostam-Tumerpasa. Đoàn đã nhận lời và tiến hành trinh sát. Kết quả lần lượt vào lúc 11 giờ, 16 giờ 45 phút và 18 giờ, đội chó nghiệp vụ và tổ trinh sát số 1 của đội công binh cứu sập đã tìm thấy ba vị trí có nạn nhân. Trong đó lực lượng của ta đã trực tiếp cùng với lực lượng cứu hộ địa phương đưa được một nạn nhân tử vong ra khỏi đống đổ nát. Hai vị trí còn lại bàn giao cho đơn vị sở tại. Cũng liên quan tới công tác cứu nạn cứu hộ của Đoàn Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, với tinh thần thương người như thể thương thân, giúp bạn là tự giúp mình, Đoàn Cứu Hộ Việt Nam đã chiếm chọn tình cảm của người dân địa phương. Mặc dù mới tiếp xúc lần đầu, nhưng nhiều người dân Thổ Nhĩ Kỳ khi chứng kiến cán bộ cứu hộ của Đoàn Việt Nam làm việc đã không khỏi xúc động. Ngay từ những ngày đầu đặt chân đến đất nước Thổ Nhĩ Kỳ, do bắt đồng về ngôn ngữ, Đoàn Cứu Hộ Bộ Công an Việt Nam đã được anh Asir, một tình nguyện viên người Thổ Nhĩ Kỳ, hỗ trợ phiên dịch. Anh Asier hiện là chủ tịch hội khoa học kỹ thuật sinh viên của một trường đại học ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Trong suốt thời gian vừa qua, anh Asier luôn đồng hành và dịch từ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ sang tiếng trung gian là tiếng Anh để cán bộ trong đoàn cứu hộ Việt Nam có thể hiểu và nắm được các thông tin cần thiết. Theo các thành viên trong đoàn, anh Asier dành rất nhiều tình cảm tốt đẹp cho các thành viên đoàn cứu hộ của Việt Nam và rất nhiệt tình trong công việc. Tuy nhiên đến ngày 15 tháng 2, sau một thời gian gắn bó, anh Asier đã được điều động phân công đi làm nhiệm vụ mới. Trước lúc chia tay đoàn cứu hộ của Việt Nam, anh Asia đã xin chữ ký và chụp hình làm kỷ niệm với mọi người, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả của đoàn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam. Một điều cũng hết sức bất ngờ vào tối 15 tháng 2 giờ địa phương, ngày hôm đó là sinh nhật của một thành viên trong đoàn cứu hộ. Sau khi tiếp xúc với đoàn, một người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã cho mượn nến và hát bài hát sinh nhật bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Người này cho biết hôm nay cũng là sinh nhật của bố mình và muốn chung vui cùng mọi người. Hiện tại thời tiết tại thành phố Adijaman, Thổ Nhĩ Kỳ rất khắc nghiệt. Theo các thành viên trong đoàn, nhiệt độ thời điểm buổi sáng là âm 6 độ C và các thành viên phải chia ca để làm việc nhằm đảm bảo sức khỏe. Trong khi phối hợp với lực lượng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm nạn nhân mất tích, đoàn cứu hộ Việt Nam đã giúp họ chế bếp củi giã chiến từ những thùng phuy sắt. Nhờ những chiếc bếp củi tự chế, mọi người chống chọi lại cái rét. Cũng trong thời gian ở đây, đoàn cứu hộ đã gặp gỡ nhiều người dân bản địa đang sinh sống gần trại và cùng nhau chia sẻ những thùng mì ăn liền made in Việt Nam. Dù mới gặp mặt lần đầu, nhưng họ cảm thấy rất xúc động bởi những tình cảm đặc biệt của các cán bộ trong đoàn cứu hộ của Việt Nam đối với người dân và đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, ngày 16 tháng 2, đoàn cũng trao viện trợ y tế cho thành phố Adiyaman, gồm các loại đai nẹp và một số dụng cụ dùng trong sơ cấp cứu ban đầu, thuốc thiết yếu điều trị tại tuyến cơ sở, các dụng cụ găng tay, đồ bảo hộ sử dụng phòng chống dịch. Đây có thể coi là những trang bị y tế cơ bản nhất khi xảy ra tình huống thảm họa và khẩn cấp. Đại diện Sở Y tế thành phố Adijaman gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm, hỗ trợ của phía Việt Nam và những thiết bị này rất cần thiết cho y tế địa phương khắc phục hậu quả của động đất. Vừa qua tất cả những khó khăn, giao cản về ngôn ngữ, thời tiết, nỗ lực của đoàn cứu hộ Việt Nam đã được nhiều người dân và chính quyền địa phương ghi nhận giữa đống đổ nát hoang tàn cùng với cái lạnh âm 6 độ C không ngăn được tình cảm ấm áp giữa người với người mà nổi bật ở đó là rất nhiều câu chuyện về sự chia sẻ lan tỏa xuyên biên giới. Trong những ngày tới, hy vọng đoàn Việt Nam sẽ luôn giữ gìn sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục để lại những ấn tượng sâu đậm với người dân địa phương. Chuyển sang các tin tức trong nước đáng chú ý, thời gian vừa qua mặc dù công tác xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn đã diễn ra hết sức chặt chẽ và nghiêm minh trên tất cả các địa bàn, thế nhưng vẫn xuất hiện nhiều tài xế say xỉn, cố tình tham gia giao thông và thậm chí còn có những lời lẽ lăng mạ xúc phạm cảnh sát giao thông. Mới đây, một vụ việc như thế đã xảy ra ngay tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, khiến cho nhiều người vô cùng bức xúc. Diễn biến của vụ việc sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Chiều 16 tháng 2 mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Xuân Hà Nội phối hợp với công an phường Nhân Chính và tổ công tác y 141 công an thành phố Hà Nội đã khống chế bắt giữ ma men điều khiển ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 30H03716 để tiến hành điều tra về dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn và chống người thi hành công vụ. Trước đó vào chiều 16 tháng 2, tổ công tác y 141 Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, phát hiện ô tô bị kiểm soát 30H03716 lưu thông hướng Lê Văn Lương tổ hữu do một người đàn ông điều khiển và một người phụ nữ ngồi trong xe có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, người điều khiển ô tô này không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, lái xe lao thẳng lên vỉa hè, buộc cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động áp sát phải đảm bảo an toàn cho người đi đường. Khi lái xe mở cửa bước ra, đã không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, mà còn dùng lời lẽ xúc phạm chỉ bới, xô đẩy, hất rơi mũ của một chiến sĩ công an. Không dừng lại ở đấy, lái xe còn dùng tung cước vào mặt chiến sĩ cảnh sát hình sự trong tổ công tác y 141 Qua kiểm tra nồng độ cồn, người này vi phạm 0,442mg trên lít khí thở. Danh tính được xác định là Nguyễn Mạnh Hà, sinh năm 1980 ở thị trấn Trúc Sơn, huyện Trưng Mỹ, tạm trú trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội hiện công an quận thanh xuân đang củng cố hồ sơ xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn và chống người thi hành công vụ đối với nguyễn mạnh hà đã uống rượu bia thì không lái xe là khẩu hiệu được cả xã hội đồng tình hưởng ứng thế nhưng nhiều người vẫn cố tình vi phạm những hành vi vi phạm và cả chống người thi hành công vụ chắc chắn đều sẽ bị xử lý nghiêm minh tạo tính gian đe cho toàn xã hội Thưa quý vị vụ trộm cắp táo tợn giữa ban ngày xảy ra tại cửa hàng thế giới di động tại thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc đã thu hút nhiều sự chú ý của dư luận tưởng chừng như hành trình lên máy bay để bỏ trốn đi thật xa đối tượng sẽ không bị lực lượng chức năng phát hiện nhưng chỉ sau vài ngày nghi phạm đã bị tóm gọn tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận chi tiết về động cơ gây án và hành trình 72 giờ bỏ trốn từ bắc vào nam khiến cho nhiều người vô cùng phẫn nộ Ngày 15 tháng 2, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã di lý Nguyễn Văn Hào, sinh năm 1996, trú tại thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, từ tỉnh Lâm Đồng về tới trụ sở Công an tỉnh. Tại cơ quan công an, Hào thừa nhận hành vi cướp tài sản tại cửa hàng Thế giới Di động ở đường Hai Bà Trưng, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hào cho biết do thua cờ bạc nên cướp tài sản để trả nợ. Sau khi tẩu thoát khỏi hiện trường, nghi phạm đem vật chứng vụ án về cất giấu ở khu ruộng gần nhà ở huyện Bình Xuyên sau đó Hào đến sân bay Hà Nội mua về máy bay chuyến sớm nhất ngày 14 tháng 2 để vào thành phố Đà Lạt. Khi đi, Hào mang theo một vài chiếc điện thoại để bán lấy tiền tiêu xài. Tại thành phố Đà Lạt, lực lượng công an thu giữ được 7 điện thoại di động là tăng vật mà Hào cướp trong đêm 13 tháng 2. Trong số này, Hào bán 6 chiếc cho các cửa hàng điện thoại và sử dụng chiếc còn lại. Trước đó, tối ngày 13 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận tin báo tội phạm của Công an thành phố Phúc Yên về vụ cướp tại cửa hàng Thế giới Di động. Nghi phạm sử dụng súng đe dọa hai nhân viên của cửa hàng rồi cướp đi 35 điện thoại di động các loại trị giá khoảng 441 triệu đồng và 65 triệu đồng. Trưa 14 tháng 2, nhận được tin báo từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ truy bắt nghi phạm. Tuy nhiên lúc này, Hào đã rời khỏi thành phố Đà Lạt để đi thành phố Hồ Chí Minh lập tức công an thành phố Bảo Lộc phối hợp phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng đón lõng nghi phạm trên xe khách di chuyển trên quốc lộ 20. Đến khoảng 15 giờ 30 phút, cảnh sát đã dừng xe khách bắt giữ Nguyễn Văn Hào tại đèo Bảo Lộc, cách thành phố Đà Lạt khoảng 130 km. Trong một vụ việc trộm cắp khác, mới đây trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, một gã thanh niên đã trà trộn vào đoàn người đi đám tang để đánh cháo xe máy, khiến cho ai nấy cũng đều phải lắc đầu ngao ngán. Ngày 16 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Hồ Văn Út 30 tuổi quê Long An, điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Sáng 11 tháng 2, anh LHV 25 tuổi quê Hậu Giang đến Công an xã Bình Chánh trình báo về việc bị trộm xe máy. Vụ việc xảy ra sáng cùng ngày khi nạn nhân đi thổi kèn đám tang ở ấp 2, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh. Nhận tin báo, đội cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh phối hợp Công an xã Bình Chánh vào cuộc điều tra, xác định Út là nghi phạm gây án. Biết út lẩn trốn về miền Tây, tổ công tác cử trinh sát liên tục lần theo dấu vết. Khi nghi phạm quay về xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, cảnh sát đã bắt giữ. Út khai đã trà trộn và đoàn người đi viếng đám tang để phụ khiêng kèn loa. Sau đó nghi phạm lấy trộm chiếc xe của anh về rồi bỏ lại chiếc xe kém giá trị hơn của mình lại hiện trường. Gây án xong, nghi phạm bỏ về Long An rồi trở về thành phố Hồ Chí Minh để bán xe thì bị công an huyện Bình Chánh bắt giữ. Với hành vi trộm cắp ngang nhiên như vậy, đặc biệt là lại trong hoàn cảnh gia đình có tang, Hồ Văn Út không chỉ vi phạm pháp luật mà còn trái với đạo đức và lương tâm làm người. Hành động này có lẽ đã gây phấn nộ cực lớn đối với những người trong cuộc. Đây cũng là lời nhắc nhở đối với tất cả mọi người, hãy cẩn trọng với tài sản của mình, nhất là những khu vực đông người qua lại mà không có bảo vệ trông còi. Cũng liên quan tới hành vi trộm cắp tài sản, không chỉ có ở những nơi đông người qua lại, mà ngay cả khi để tài sản trong két sắt cũng có nguy cơ bị mất trộm. Tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bình vừa qua, một người phụ nữ đã hốt hoảng trình báo cơ quan chức năng về việc bị mất trộm tiền vàng trong két sắt, cứ ngỡ như là có kẻ gian đột nhập nhưng không ngờ thủ phạm lại chính là con trai của bị hại. Ngày 17 tháng 2, Công an huyện Lệ Thủy, Quảng Bình đang hoàn tất hồ sơ xử lý hành vi trộm cắp tài sản của một thanh niên. Điều đặc biệt bị hại chính là người thân của đối tượng này. Trước đó, Công an xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy nhận được đơn trình báo của người dân trú tại thôn Bình Minh về việc gia đình bị kẻ gian cậy phá cai sắt, lấy trộm hai nhẫn vàng 24K, một dây chuyền vàng 18K và 300.000 đồng tiền mặt. Tổng trị giá tài sản người này bị mất trộm là khoảng 11,7 triệu đồng. Ngay sau khi nhận tin báo, công an xã Dương Thủy đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra xác minh. Chỉ sau vài giờ điều tra xác minh, các cán bộ công an đã làm rõ thủ phạm gây ra vụ trộm là Phạm Văn Minh, sinh năm 1998, trú tại xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy là con trai bị hại. Sau đó, công an xã Dương Thủy tiến hành hoàn tất hồ sơ ban đầu và chuyển giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lệ Thủy để điều tra, xử lý theo đúng quy định. Tiếp tục bản tin sẽ là những thông tin liên quan tới vụ án gây thương tích nghiêm trọng xảy ra tại Hà Nội cách đây khoảng 7 tháng trước. Cho đến nay, kẻ trực tiếp khiến cho cơ thể người đàn ông không còn nguyên vẹn đã bỏ trốn và đang bị truy nã. Theo thông tin mới nhất, đối tượng có liên quan còn lại đã bị tiến hành truy tố bởi Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội về tội cố ý gây thương tích. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 2000, chú phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội cố ý gây thương tích kẻ trực tiếp chém lìa chân ông Hát là Vũ Tà Đăng, sinh năm 1995 ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, hiện đang bỏ trốn và bị truy nã. Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Huy Hoàng có quan hệ quen biết với Vũ Tà Đăng là đối tượng đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Theo quyết định số 14 ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội, Khoảng 13 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2022, Hoàng nhận được điện thoại của Đăng gọi đến, bảo chuẩn bị xe máy để đi cùng anh ta xuống huyện Thường Tín, Hà Nội, chém người có mâu thuẫn với mình. Hoàng đồng ý và mượn chiếc xe máy của bạn và thông báo cho Đăng biết. Đến chiều hôm sau, Đăng gọi điện thoại cho Hoàng nói sang nhà đón anh. Nghe được chỉ đạo, Hoàng đi xe máy đến nhà Đăng thì được gã này đưa cho một biển kiểm soát để thay vào chiếc xe đang đi. Thay biển số xong, Đăng cầm con dao, loại dao mèo một lưỡi, đầu nhọn, dài khoảng 50cm cho vào túi đeo chéo. Cả hai đi xe máy về huyện Thường Tín để gây thương tích cho ông NVH 50 tuổi ở xã Hồng Vân. Khi đến dốc Vân La, xã Hồng Vân, Đăng bảo Hoàng rẽ xuống dốc và dừng đỗ bên lề đường đối diện nhà ông Hát để theo dõi. Cả hai đợi khoảng 30 phút nhưng không thấy ông Hát đi ra nên đang bảo Hoàng cùng quay về. Khi đến đầu đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai đang xuống xe, con Hoàng phóng về nhà trọ mang theo cả hung khí. Đến 16 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2022, Hoàng đang đi xe máy thì đang gọi điện thoại, về đón anh đi xuống chỗ hôm qua. Hiểu ý đàn anh xuống thường tín tìm người gây thương tích, Hoàng về nhà trọ lấy chiếc túi đeo chéo, đựng dao đi gặp Đăng gặp nhau đang đưa cho Hoàng chiếc áo màu xanh phía sau in dòng chữ câu Jack để mặc, còn túi đựng dao gã cầm ngồi sau đàn em. Phóng xe đi qua nhà ông Hát hướng ra thị trấn Thường Tín được khoảng 50 mét thì đang nói, em ơi đây rồi, quay lại. Hoàng nhìn sang thấy một người đàn ông mặc áo phông xanh quần đùi đi dép là ông Hát đang đi bộ trên vỉa hè đường. Tức thì Hoàng trở đang đi rồi quay xe lại. Ngược chiều về ông Hát, cái ông này 10 mét đang nhảy xuống xe, cầm con dao chạy đến phía sau lưng, tác động vào chân phải nạn nhân. Ông Hát bị gãy hai xương cẳng chân phải và ngã xuống đường. Song xuôi, đang cầm dao nhảy lên xe máy của Hoàng rồi cùng bỏ chạy. Cả hai sau đó bỏ trốn, còn ông Hát được đưa đi cấp cứu. Nạn nhân được xác định thương tổn 39% sức khỏe. Cơ quan điều tra thu giữ được 9 đoạn video liên quan đến vụ án ghi lại hình ảnh hai nghi phạm bỏ chạy. Hoàng sau đó bị bắt, còn đang bỏ trốn và bị công an Hà Nội ra lệnh truy nã. Quá trình điều tra, ông Hát khai, chiều 29 tháng 6 năm 2022, trịnh viết T 35 tuổi ở Hà Nội cùng 5 đối tượng khác chưa xác định có đến nhà, đập cửa, yêu cầu trả nợ 500 triệu đồng vay của anh ta từ 2018 để làm ăn. Ông Hát cho rằng đã trả số tiền này cho T, nhưng do tin tưởng đã không viết giấy tờ biên nhận. Khi các đối tượng gọi, ông không mở cửa, thì T và nhóm đối tượng bỏ về. Hơn một tiếng sau, ông Hát nhận được tin nhắn từ số điện thoại của T có nội dung anh Hát ơi, sẽ có ngày anh mất chân ra khỏi nhà đấy. Theo cơ quan điều tra hiện đang bỏ trốn và chưa ghi lời khai được của đối tượng T để làm rõ nguyên nhân vụ chém ông Hát. Ngoài lời khai của ông Hát, chưa có tài liệu chứng minh T là đối tượng chủ mưu trong vụ án. Do đó, cơ quan điều tra đã tách vụ án hình sự và hành vi liên quan đến lời khai của ông Hát khi nào bắt được đăng sẽ làm rõ để xử lý theo pháp luật. Cuối bản tin sẽ là một số thông tin về tình hình thời tiết. Theo dự báo từ cơ quan khí tượng thủy văn, vào ngày 17 tháng 2, các tỉnh thành tại miền Bắc có mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 đến 17 độ C, vùng núi dưới 13 độ C. Còn tại khu vực Nam Bộ, trời nắng to với nhiệt độ cao nhất lên tới 34 độ C. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thời tiết ba miền cả nước ngày thứ 6, 17 tháng 2, thủ đô Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất 19 đến 21 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 13 đến 16 độ, có nơi dưới 16 độ, nhiệt độ cao nhất 18 đến 21 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 21 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ, nhiệt độ cao nhất 18 đến 21 độ. Thanh Hòa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ thấp nhất 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất 18 đến 21 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào rải rác, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông đến Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển phía Nam cấp 4, cấp 5, có nơi giật trên cấp 6, phía Bắc nhiệt độ thấp nhất 21-23 đến độ, nhiệt độ cao nhất 24-27 đến độ, khu vực phía Nam nhiệt độ thấp nhất 23-25 đến độ, cao nhất 28-30 đến độ. Tây Nguyên có mưa, mưa rào và rông vài nơi ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Nam Bộ có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, miền Đông có nơi trên 34 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.